chào mừng đến với thử tài đọc trailer trên kênh TV Star SCTV 11. Tinh tần. Xin chào mừng tất cả các quý vị khán giả đang đến với chương trình Thử tài đọc trailer được phát sóng vào lúc 20:45 hàng ngày trên kênh TV Star SCTV 11. Với những ai là khán giả thường xuyên của TV Star thì chắc chắn đã không còn xa lạ với chương trình Thử tài đọc trailer nữa, có phải không ạ? Nhưng Hồng Phượng biết, bên cạnh những khán giả đã tham gia chương trình thì vẫn còn những khán giả vẫn còn phân vân hoặc là chưa tự tin để tham gia. Cho nên với những số phát sóng như thế này, ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp thêm động lực giúp quý vị bộc lộ khả năng truyền tải cảm xúc qua lời nói của mình. Biết đâu, chính những cơ hội tình cờ này quý vị sẽ được phát triển thêm cơ hội nghề nghiệp ở một lĩnh vực mới. Mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Hồng Phượng xin mời tất cả quý vị sẽ đến với bài dự thi của bạn Võ Kim Thi. Công việc hiện tại của bạn là nhân viên kế toán. Một tác phẩm truyền hình gây sốt tại nhiều nước châu Á. Dạ xin chào, tôi là nhân viên mới tên Kim Hye Jin. Tôi sẽ cố hết sức hết lòng hoàn thành tốt công việc. Được phát sóng lần đầu tiên tại Việt Nam. Có biết game CC không? Vẫn Plus. Còn Primer. Đúng là không thể nào tin được mà. Với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đình đám. Từ hôm nay tôi sẽ là phó tổng biên tập của mọi người. Cậu ấy là mối tình đầu của mình đó. Có chuyện gì mà cô làm tốt không? Sao có thể gây ra một sai lầm ngu ngốc tới như vậy? Tình đầu có còn khó quên. Tình đầu cái con khỉ á, qua cho chó ăn luôn đi cho rồi. Đón xem cô nàng xinh đẹp lúc 19 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Mình là một người rất yêu thích kỹ xảo về phim ảnh. Tuy công việc hiện tại không cho phép mình chạm tới niềm đam mê, nhưng mình chưa bao giờ từ bỏ niềm yêu thích đó. Thưa quý vị, đó là những dòng tâm sự của bạn Kim Thi đã gửi về cho chương trình. Và chúng tôi rất vui khi bạn đã chọn chương trình là nơi để thử sức bản thân mình. Chúc bạn sẽ luôn thành công nha. Tiếp theo sẽ là bài dự thi của một khán giả đến từ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Nguyễn Thùy Trang, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Anh là ai? Chủ tịch Phong Đăng. Một bộ phim ngôn tình đình đám ăn khách nhất điện ảnh Hoa ngữ năm 2014 được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Cố Bạn. Khi công chúa Lọ Lem gặp bạch mã hoàng tử. Hả? Chủ tịch sao? Quả bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi. Hai người không thuộc cùng một thế giới. Cô bé heo này nhất định không được yêu con sói đâu đó. Nhan sắc tầm thường, học lực kém. Là người này có tư cách gì để bên cạnh anh chứ? Lễ trưởng. Khi người khác hỏi em có phải là bạn gái của anh không, em phải lớn tiếng trả lời là phải. Tôi không hề thích anh, bởi vì anh quá. Đón xem Sunshine đến rồi lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã được thưởng thức giọng đọc của hai bạn nữ. Bằng cảm xúc của riêng mình, các bạn đã mang đến cho chương trình những sắc màu năng động, trẻ trung và không kém phần mới lạ, góp phần làm cho chương trình của chúng ta ngày càng hấp dẫn, phải không thưa quý vị? Còn một mảng màu khác nữa mà Hồng Phượng muốn giới thiệu đến tất cả quý vị thông qua bộ phim Cô nàng xinh đẹp. Quý vị hãy cùng Hồng Phượng lắng nghe nha. Một tác phẩm truyền hình gây sốt tại nhiều nước châu Á. Dạ xin chào, tôi là nhân viên mới tên Kim Hye Jin. Tôi sẽ cố hết sức hết lòng hoàn thành tốt công việc. Được phát sóng lần đầu tiên tại Việt Nam. Có biết game CC không? Vẫn Plus. Còn Primer. Đúng là không thể nào tin được mà. Với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đình đám. Từ hôm nay tôi sẽ là phó tổng biên tập của mọi người. Cậu ấy là mối tình đầu của mình đó. Có chuyện gì mà cô làm tốt không? Sao có thể gây ra một sai lầm ngu ngốc tới như vậy? Tình đầu có còn khó quên. Tình đầu cái con khỉ á, qua cho chó ăn luôn đi cho rồi. Đón xem Cô nàng xinh đẹp lúc 19 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Giọng đọc của bạn Trần Thị Mỹ Vi đến từ quận Tân Bình vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hồng Phượng cũng như ban tổ chức chương trình rất mong nhận được nhiều bài dự thi hơn nữa của các khán giả trên khắp cả nước. Vẫn với cách thức tham gia vô cùng đơn giản, quý vị hãy gửi file thu âm bài dự thi đọc theo nội dung có sẵn, đính kèm thông tin đăng ký và một bức ảnh chân dung của mình đến địa chỉ email thử tài đọc trailer@sctv.vn trong khoảng thời gian do ban tổ chức quy định, áp dụng cho từng tháng tham gia. Hãy nhanh tay lên các bạn khán giả thân yêu của TV Star ơi. Thử tài đọc trailer, một sân chơi mới lạ duy nhất trên kênh TV Star SCTV 11. Thử tài đọc trailer, khẳng định sự khác biệt.